Con có gì cho chú ăn không? Ừ, sáng giờ. Don't say anything. Gần nhau xa nhau mấy nỗi hỡi quê hương, xứ sương rơi Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi. Ok, mình làm cái kiểu này nè, đó, nhẹ 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 chơi, à, xí, cắt bột, mobile, design kia, thôi, ombre. À, quá chứ thức mày mày. Ok, giờ mình làm ombre trước. Ok, anh chị em thấy rõ không? Thấy không rõ thì nói nha. Giờ mình làm nha. Xin chào cả nhà. Anh chị em share giùm cái bài coi. Trời ơi, không có share gì hết trơn. Share giùm tôi gái. Năn nỉ hoài. Đắp bột màu trắng bỏ lên 70%. Chúi tay xuống, đưa bột vô. Bây giờ cho bột nó nằm vô trong cái đã, đừng có gấp, đừng có vội vàng, cho nó chảy á. Chơi cho nó khô lại nè, đó nó lộn rồi, lại là vuốt nè, giờ vuốt nè, vuốt cho nó mỏng nè. Vuốt vô, ok. Nhớ là vuốt vô nè, thấy vuốt vô không? À, vuốt vô nè. Lúc nào cũng nghiêng cái tay người ta qua. Nghiêng qua nghiêng lại mới thấy đường kéo bột. Nghe. Nghiêng qua nghiêng lại như vậy mới thấy đường nè. Đó, nghiêng qua nghiêng lại mới thấy đường kéo bột được. Kéo vô, thấy không? Chỗ này nó hơi bị phồng nè, ém nó vô nè, ém nó vô nè, xí. Đó, ém nó vô bên đây nè, ém qua ém lại. Thấy chưa? Chỗ này nó phồng, ém nó xuống nè. Đó, ém bằng cái cọ rồi vuốt tiếp. Đó, vuốt chừng nào mà nó thẳng như vậy nè mà. Đó, nó ra như vậy thì tí xíu mình khỏi cần phải vũa, đúng không? Cái này gọi là đắp bột lấy xếp. Đó, đắp bột xong mình lấy cái xếp luôn. Cái này hữu hiệu lắm nha, có nhiều anh chị em đang học hỏi của tình yêu cái này lắm đó nha. Hồi xưa không ai làm, bây giờ thấy tôi làm nó bắt chước dữ lắm á. Nhưng mà cái này hay mà, đúng không? Cái này hay là phải học thôi. Đúng rồi. À, tip này có bán nha em. Một bịch như vậy là 10 đô la. Một bịch 10 đô la nó có 500 tip. Mua về cắt thành coffin xong vũa lại thôi. Rồi, ombre nè, bỏ lên nè. Đưa dập 1, 2, 3 kéo nè. Thấy chưa? 1, 2, 3 kéo nè. Đó, thấy không? Nhất cái nách bà nách luôn. Đất trước sư phụ hết không? Đúng rồi, Thịnh ơi, nói chung là sư phụ cũng không giỏi lắm nhưng mà cũng có tài. Không có giỏi lắm nhưng mà cũng có tài. Biết tài gì không? Tài bà xạo. Không, Thịnh, sư phụ là tài bà xạo. Sư phụ bà nói công nhận nha, nha. Sư phụ không phải ít khi sư phụ nào sư phụ khen học sinh lắm. Sư phụ nói thiệt luôn. Từ ngày em tới cái lớp của anh, em chưa biết cầm cây cọ. Bây giờ em là một cao thủ rồi, thấy chưa? Em là một cao thủ neo rồi đó. Theo như sư phụ nhận xét là em là một cao thủ rồi đó. Có đầu óc sáng tạo. Dám làm, đúng không? Dám làm like, chia sẻ cho mọi người. Có nghĩa là mình là một... Em tới em còn nhớ ngày xưa em đi học lớp anh không? Em đâu có biết cái gì ngoài bột đâu. Em chưa biết cầm cái cọ là cái gì. Không, sư phụ phải công nhận, không phải là nhờ sư phụ gì. Cái đó là chỉ nghĩa là mình trao đổi hai bên, phải nói hai chiều. Nếu em mà không có tài thì làm sao mà em làm được, đúng không? Em không có tài sao em làm được điều đó. Thật sự là vậy. Cái người dạy chẳng qua là cái đó là cái lý thuyết, còn cái thực hành là cái những học sinh. Còn sư phụ chỉ là một cái lý thuyết để dẫn lối cho em đi thôi, chứ dẫn lối cho em vào thôi, chứ còn mà thật sự ra mà nói câu là cái gì nó cũng phải công sức của em hết. Đó.
Rồi bây giờ mình làm cái này là mình làm mobile nè. Ok, mobile. Mobile thì mình bỏ cái bột ly lên trước. Bột ly lên trước mình bỏ thấp dưới này. Mình để cho nó trống cái đó đi. Tại cái mobile này nó cần phải ở dưới. Rồi, mình quậy cái mobile mình bỏ lên nè. Bỏ lên ngay đây. Bây giờ mình quậy nè. Mình quậy nè, quậy lên. Thấy chưa? Là mình để yên đó, đừng có đụng nữa, đừng có đụng nó, mình cứ đưa xuống thôi, đừng có đụng nó, tại vì cái này nó cần đòi hỏi là cái khúc chỗ này nó đẹp, cái khúc chỗ này nè, nó phải đẹp nè. Rồi lấy cục bột màu trắng tiếp tục nè, bỏ lên nè, quậy nhẹ cái cọ để cho những cái đường văn nó nhỏ lại, xí, thấy cái đường văn nó nhỏ không? Rồi kéo xuống. Là kéo xuống cho nó mắc bột ra, lấy bột ra. Mỗi cái mobile nó đều khác nhau nha, chứ mình không có giống nhau nha mọi người, nó không giống nhau nha. Đó. Thank you. Alright. Xong rồi. Bỏ lên một cục nhỏ ở đây nè. Đó, bỏ lên cục nhỏ ở đây nè. Xí. Rồi là mình lấy cục bột trắng nhỏ nữa, mình bỏ lên đây. Quậy nhẹ cái nữa thôi. Thấy chưa? Là nó có những cái đường viền nhỏ. Ok. Những cái đường viền nhỏ. Tại vì cái này nó cần độ nhỏ chứ không phải lớn. Anh chị em có thấy không? Giống dễ bùa không? Ê, anh giống dễ bùa không? Nhưng mà dễ bùa nó ra tiền á cưng. Anh dễ bùa là hết bị sảy luôn. Vợ anh mà anh còn dễ được không chi là mấy cái này. Chuyện nhỏ. Hi, can I help you? Is there anybody that does Carbro? Oh, she'll be here later. She'll be here about an hour, okay? In an hour? Yes, ma'am. Thank you very much. Rồi, bỏ cục ở trên. Xong lấy cục nè, bỏ lên. Bỏ sát lên. Quậy nhẹ nè. Rồi mình kéo xuống lại nữa, kéo xuống một lần nữa cho nó liền với nhau nè. Đó, cho nó liền với nhau nè. Đó, cho nó liền với nhau. Thấy chưa? Thấy cho nó liền nhau không? Đó, bây giờ mình chỉnh đốn đội hình nè. Đó, mình chỉnh đốn. Đừng có vuốt nha, mà dập cho nó ấy thôi, đừng ấy. Đó. Xong. Thấy chưa? Anh chị em có thấy rõ không? Zoom ra cho mọi người coi nè. Đó, thấy gì không? Thấy cái mobile không? Nhìn là nhức cái nách luôn. Rồi, mình ếm vô, để cho nó khô rồi mình ém vô nè, cho đừng cho nó dày nè, ok? Rồi, bây giờ mình làm cái gì? Em qua Mỹ học gì bằng anh là sao em? Anh không hiểu. Rồi, bỏ bột ly lên nè. Lấy cục bột ly nè, bỏ nè. Thấm lên nè. Kéo cục bột nhẹ ra nè, đó, để làm đó, lo critical, đẩy nhẹ, tại vì ở trong hơi bị dày, không cần đẩy nhiều nữa, nó dày là không cần nữa, đó, thấm xuống, kéo xuống nè, nhớ nghiêng qua nghiêng lại, thấy tình yêu nghiêng cái móng tay không, anh chị em thấy có thấy rõ là tình yêu nghiêng cái móng tay không, nó chảy là mình đưa vô, để cho nó ráo lại cái đã rồi mình mới kéo, rồi, kéo trên này nó dày thì kéo xuống nè, đó, rồi, kéo hai bên, thấy chưa, lúc nào cũng vậy, kéo hai bên, cọ dính bột, chùi, dính bột và chùi liền, đó, kéo hai bên, nghiêng qua, nghiêng lại, kéo hai bên, ném cục bột vô, đừng cho nó phồng, đó, ném vô, kéo cục bột hai bên, đó, xong rồi tí xíu, anh chị em đừng có lo, lỡ nó có dày ở đây cũng không sao, tí xíu nữa mình lấy cái đầu dũa phá mình bẹt nó một cái là nó bảo đảm là nó ra y chang luôn, đẹp bà cố luôn. Mình có cách sửa hết nha, đừng có sợ, làm nail mình phải có linh trí. Rồi đưa bột vô cho nó thẳng hàng, nó dày đây đúng không, nó hơi dày chỗ này đúng không, rồi tí xíu nữa mình sẽ làm cho nó một phát là nó hết liền, đừng lo. Ok.
hai cái nách giật bật bật. Rồi bây giờ làm cái gì? Bây giờ mình sẽ design ngón này. Ok, design ngón này nè, là mình lấy cục bột pin nè, lấy cục bột N14 nè, mình bỏ lên, đưa cục bột xuống cho nó mỏng đó, kéo xuống, kéo xuống luôn, thấy chưa, thấy kéo xuống luôn không? Rồi lo chỉnh đội hình, chỉnh cutico cho nó đẹp đó, chỉnh cutico cho nó đẹp, thấy chưa? Rồi bây giờ mình làm gì? Dưới này mình vuốt cục bột, dưới này nó không có bột đúng không, thì đương nhiên mình phải bỏ cục bột lia lên, mình phải bỏ cục bột lia lên, bỏ lên không, đẩy 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 lên, xong rồi kéo xuống đó, kéo nhẹ xuống, nó dính bột ở đây, bột nó dính ở đây đúng không? Bây giờ bỏ miếng này lên, bỏ miếng lên nè, đó, bỏ nè, bỏ nè, bỏ nè, mày hả bưởi, mày hả bưởi, đó, bỏ lên, bỏ nè, đó, bỏ lên, thấy chưa? Xong rồi bỏ bên đây, bỏ, bỏ nè. Mà lấy cái miếng nhỏ này bỏ dưới đây nè, nhỏ bỏ dưới đây nè, xí, thấy chưa, em nó xuống, lấy cái miếng nhỏ xíu bỏ góc này nữa là xong đây đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình làm cái gì, mình coi mình chỉnh lại cho nó đẹp, coi nó đẹp chưa đó, mình chỉnh cái tờ giấy, cái miếng phôi này lại, nó hơi bự thì mình chỉnh làm sao cho nó đẹp, chọt 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 nó nè, nó thu lại bớt, nó thu gọn lại bớt một chút, thấy không? Nhưng mà nó chưa đẹp thì mình chỉnh lại cho nó đẹp. Đó, giờ nó đẹp rồi. Giờ mình làm gì? Ấy cục bột lia lên. Hello mọi người nha, hello mọi người nha. Rồi bây giờ mình làm gì? Bỏ cục bột lia lên, một cục bột lia lên nè. Kê thấm xuống nè, thấm xuống nè, bỏ lên nè. Bỏ bột lia nè, kéo nhẹ nè. Nghiêng cái tay người ta xuống là lo cái kia tới cô nè, đẩy nhẹ nhẹ nè, kéo xuống nè, thấy chưa, đưa bột xuống nè, đó, đưa bột xuống từ từ, đưa vô, đưa vô, đừng cho nó chảy ra ngoài, nhớ không? Rồi nghiêng xuống cho nó chảy, sau đó là mình vuốt hai bên nè, vuốt hai bên cho nó mỏng hai bên đó, cho nó mỏng bột ra, ý thấy không? Nghiêng vô nè, đưa nó vô, đừng, nó đang chảy là ngưng, lo cái trên phần trên này thôi, đừng có lo ở dưới nó đang còn, nó chưa có khô. Rồi nó ráo, giờ mình kéo nè, đó, kéo tiếp tục, thấy chưa? Tại vì anh chị em nên nhớ rằng khi mà bột nó đang còn chảy, đừng bao giờ thọt cái cọ vô trong đó. Bây giờ bột nó ráo là tha hồ mình kéo, tại vì ngày xưa anh chị em không có biết, anh chị em cứ bỏ cục bột lên, anh chị em cứ nghĩ là sợ nó ấy, nó bỏ, anh chị em nó cứ lo mình kéo, sợ nó, nhưng mà cục bột nó chưa có ra, nó ráo làm sao mình kéo được, đúng không? Nó chưa có ráo là mình không thể nào mình kéo được hết á, đó, mình thấy không? Thấy rõ không? Đó. Có nghĩa là khi mình nó ráo là mình kéo nó vô tư, đó, kéo nó vô tư, đó, kéo nó vô tư giống như củ khoai từ vậy đó, đó, xong rồi gì? Bây giờ đẩy vô, lấy cục bột dư ra, dở cái đít lên nè, dở cái đít lên nè, dở cái đít lên, lấy cục bột dư ra, đó, thấy chưa? Cục bột đi mình phải lấy đường, anh chị em làm gì làm nó cũng phải thấy đường nha, chứ không phải không thấy đường. Có một chuyện khác không thấy đường mà lẫn làm được, đó, nhớ là như vậy. Mấy bạn, tôi nói mấy bạn đừng bao giờ có chuyện mấy bạn nghĩ bậy nha. Tôi nói thì nó hơi có vẻ là hơi ấy đấy, nhưng mà mấy bạn đừng có nghĩ bậy. Đó, thấy chưa? Nhìn đẹp không? Nè, móng nè. Khi mình muốn nó đẹp hay không á, mình nghiêng xuống nè, mình coi nè, cái ngón tay của mình nó có đẹp hay không là mình biết liền. Đó, anh chị em thấy không? Cái móng nó thẳng, nhìn nó thẳng, ok. Rồi, bây giờ mình cắt cục bột một phin nè, ok, lấy cục bột hơi dày một chút, nè, lấy cục bột hơi dày một chút nè, lấy cục bột phin nè, lấy cục bột phin hơi dày một chút, thấm xuống cho nó ráo nè, bỏ lên nè, để bỏ lên nè, nhẹ thôi, rút cái cọ ra nè, thấy giờ cục bột nó nằm ở trong, đừng có đè nó xuống, đè nó xong, đè luôn nó chảy ra ngoài, lo kia đi cò nè, kéo xuống nè, lo hai bên nè, lo nghiêng qua, lo hai bên nè, xí, đó, kéo xuống nè, kéo bột xuống, đó, kéo bột xuống nè, thấy chưa, kéo xuống nè, vừa kéo vừa ém nó vô, ém cục bột vô, đừng cho nó chạy ra ngoài, ém cục bột vô cho đừng cho nó phồng,
kéo, cứ việc kéo đi, kéo tiếp tục kéo đó, kéo rồi tới đây thôi ngưng, tới đây thôi là ngưng đó. Coi có làm gì không, cho thêm bột thêm gì không, rồi cho thêm miếng bột cho nó đẹp. Đây cho thêm miếng bột cho nó đẹp ở trên kia đi cò, lo cho nó tròn xoe đôi mắt, đưa cục bột xuống kéo luôn. Cắt bột là chủ yếu là quan trọng ở giữa thôi, hai bên đây nó không sao, hai bên đây nó thiếu nè, xin để cho nó thiếu. Tại vì sao anh cho biết hiểu tại sao không? À, mình dùng ma đao thằng kiếm đó mình cắt nó. Bây giờ mình cắt bột nè, chùi cái cọ, trước khi cắt bột phải chùi cái cọ cho sậy, họ lỡ cắt quên cha nó cắt dở, cắt lâu quá quay lại cái cọ nó khô, cha dính bột là thua luôn. Chùi cái cọ cho nó dính, khỏi dính đó, mình phải làm đâu đó rõ ràng gọn gàng. À, dạ em chào anh một đời sương gió. Trời ơi, người ta nói đúng, em xin lỗi tại em không thấy anh. Người ta nói đúng, lời chào cao hơn mâm cỗ, có nghe câu đó chưa? Không, cắt nè, để cái dao thẳng nè, cắt nè, lấy ra nè, xí nhớ lấy ra ngay cái góc nè. Cái thật sự ra ở đời, trên đời này á, không có ai nuôi ai mà cũng chẳng có ai giúp cho ai được những gì nhiều, đúng không? Thật sự ra cái này là chia sẻ đó, chia sẻ. Nhưng mà quan trọng nhất là anh chị em tình yêu rất là quý anh chị em, vô là anh chị em chào tình yêu nó, chào người ta nói chào là lời chào cao hơn mâm cỗ, cho mình ăn ngập cái mặt luôn, phải không? Cho mình ăn ngập mặt mà chửi cha mắng mẹ mình cũng như không, đúng không? Mình chẳng biết một đời sương gió là ai, nhưng mà mình chỉ biết trên mạng thôi, chứ thật sự ra mình đã có gặp ngoài đời đâu. Rồi cắt nè, canh ngay cái mũi nè, để thẳng cái dao nè, thấy không? Để thẳng cái dao nè, cắt nè, lấy ra. Đó, canh làm sao mà cái mũi nhọn nó nằm ngay cái giữa hai bên. Đó, nó nằm giữa ngay đây nè, nó nằm giữa ngay đây là nó thẳng rồi. Đó, như vậy là nó thẳng thôi. Đúng không? Lấy bột dư ra. Rồi coi cái nó thẳng không? Trời ơi, nó thẳng băng luôn. Dạ, chào Đức Nguyễn nha. Anh chị em thông cảm, nhiều khi tình yêu chào tình yêu, nhưng mà đôi khúc tình yêu đang bận làm á, tình yêu không chào lại được á, thông cảm nha. Thấy không? Thông cảm cho những người già. Rồi bây giờ mình làm gì? Đó, bây giờ mình làm gì? Nè, bây giờ mình nghiêng qua nè, nghiêng qua, phải nghiêng qua nghiêng lại nè, cái tay nè phải nghiêng qua nghiêng lại nè, nghiêng nè, đó, nghiêng lấy cục bột ít thôi. Màu trắng, nè lấy cục bột màu trắng nè, thấm cho nó ráo. À, thấm cho nó ráo cái đã rồi bỏ lên nè. Bỏ lên là nghiêng qua để cho bột nó chảy vô trong cái kẽ. Đó, nghiêng qua đẩy lên. Bây giờ đẩy bằng cái mũi cọ nè, đẩy lên. Xí, đẩy lên nè. Bằng cái mũi cọ đẩy lên sát luôn. Rồi, thôi, ngưng. Lên tới đây là được rồi, đừng có đụng nữa rồi nè. Nè, dùng cái cọ chùi. Nhúng miếng nước nè, chùi xong rồi chém nó. Chém nó nè, chém nó vô cho, ém nó cho nó vô nè. Đó, xong rồi nè, đập 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 kéo xuống cũng giống như kéo bột vậy đó. Đó. Thấy chưa? Là tí xíu cái xếp của mình nó không có bị mắc. Đó. Lỡ bột nó có tràn qua màu hồng tí xíu giũa văng ra, ok, đừng có lo. Thấy chưa? Đó là cái phương thức cần phải làm. Rồi, thấy cục bột không? Tí thiếu nó tí xíu là mình giũa là nó bảo đảm với anh chị em là đẹp như cùng luôn. Rồi, bên đây nghiêng qua, bên đây thì nghiêng qua. Thấm nè. Nghiêng qua, ok, nghiêng qua nè. Đó, đẩy lên nè. Cho nó tràn lên bột hồng cũng không sao, tí xíu mình giũa là nó ra. Nhưng mà cố gắng là phải đẩy lên bằng cái mũi cọ nè, vừa đẩy vừa lui. Vừa đẩy vừa lui nè, đó, vừa đẩy vừa rút cái cọ ra đẩy lên, đó, đẩy xong mình ngắm bên kia nó bằng không? Rồi nó bằng nhau rồi đó, rồi mình bằng nhau rồi mình kéo xuống, kéo bột xuống. Đó, kéo bột xuống. Xí. Đó, giờ mình ém vô nè, ém vô cho nó vô trong, đừng cho nó tràn xuống, cho nó tràn ra ngoài. Tại nó tràn ra ngoài là hồi mình vũa cực lắm. Đó, ém vô. Thấy chưa? Rồi. Lo vuốt cục bột xuống cho lấy ra cục bột ra nè. Ví dụ như mình nó thiếu cục bột, ém nó vô cũng được nè, đó, đập, đập, ém nó nè, thấy không? Lấy cục bột vô ra nè, đó, thấy không? Cho cái đầu nó dày. Cho cái đầu nó dày. Thấy chưa? Đó, rồi mình ém nè, đó, ém là tí xíu mình giũa nó văng ra hết, đừng lo gì hết. Mấy bạn đừng có lo, mấy cái phần này mấy bạn chỉ cần có cái giũa nhẹ một cái là nó văng ra thôi. Rồi, quan trọng nhất là cái xếp của mình nè, đó, ok. Tí xíu mình nảy lại, rồi, bỏ nghiêng qua một bên. Bây giờ phần này là phần cuối cùng khi mình làm ombre nè. Anh chị em coi cái ombre của tình yêu zoom ra cho mọi người coi cho nó đã một cái nữa nè nha.
Rồi thấm nè, lấy cục bột màu trắng nè, hơi nhiều một chút nè, lấy hơi nhiều một chút bỏ lên nè, 70% nè, để cục bột vô nè, thấy chưa, nghiêng cái tay người ta xuống cho bột nó chảy nè, đưa cục bột vô nè, see, đưa cục bột vô giữa nè, thấy không, để cục bột vô giữa nè, thấy chưa, rồi để cục bột vô giữa nè, đừng có cho nó phồng chỗ này nha, rồi kéo nè, kéo kéo vô nè, thấy không, thấy kéo vô không, thấy chưa, thấy kéo vô không, đó, kéo vô nè, kéo vô nè, đó, kéo vô nè, nghiêng qua nghiêng lại, kéo vô nè, đó, kéo vô nè, kéo vô nè, xí, nghiêng qua nghiêng lại, kéo vô nè, đó, kéo vô nè, thì kéo vô nè, kéo vô nè, kéo tiếp tục kéo, cứ việc kéo bình thường thôi, đừng có ụp nó xuống, ụp xuống nó mỏng cái đầu, đó, đừng có ụp xuống mà kéo đi, cứ kéo xong rồi lấy cái khăn này đẩy vô nè, đẩy nhẹ vô nè, nó đẩy nhẹ vô nè, ấy hai bên này cái nữa nè, ấy hai bên cái nữa là lúc dở cái đít lên nè, dở cái đít lên nè, lấy cục bột dư ra nè, nó gãy nè, thấy chưa? Đó, nó gãy nè, rồi chỉnh nó phát nữa, rồi có cục bột ombre tình yêu lấy nha. Đây lấy cục bột nè, bỏ lên nè, qua khỏi cái lằn chút xíu nè, đè nó nhẹ nó xuống, nghiêng cái tay qua nè, đập một hai nè, kéo nè, nè nghiêng qua lại nè, đập một hai kéo nè, xí, đó là nó hết cái móng nè, thấy chưa, tự động nó sẽ lon ra liền. Ok, nhìn thấy kỹ không, nhìn kỹ không đó, rồi mình vuốt lại một cái nữa là xong rồi, ngưng. Ok, lấy cục thứ hai nè, cục thứ hai nè, bỏ lên kia đi cô nè, lo cái kia đi cô nè, đưa xuống nè, kéo nè, đó, đưa xuống mới kéo nha, đưa xuống nè, kéo nè, thấy chưa, vuốt lại nè, đó, vuốt lại cục bột, xí là cục bột nó đẹp cực kỳ thôi, đâu có gì đâu khó đâu. Thí dụ như bên đây nó dày nè, nè, chỉ cho một chiếc tiêu nè, lấy cái thăng nè, ảnh nè, xí là nó bằng nhau, thấy chưa, thấy nó ấy lại chưa, nhìn trong cái video là biết nó. À, bây giờ mình bỏ cục bột lia lên nè, mấy cái tuyệt chiêu của tôi là tôi chỉ hết rồi đó, tôi không có giấu nha, tôi không có giấu nghề đâu đó nha, tôi nói trước à, mấy cái sửa bằng ombre mà nó bị bên ngắn bên dài cũng sửa được luôn á, kéo xuống nè, đó, kéo xuống nè, rồi bây giờ mình dũa thôi, ok, giờ mình dũa nha. Rồi chùi cái cọ nè, cái cọ khi mình chùi cọ nè, anh chị em chùi cọ, tôi thấy rất là nhiều người thọt cái tay vô bao đừng bao giờ nè, coi nè, nghiêng cái tờ giấy nè, xí tờ giấy sạch nè, bỏ cái cọ xuống nè, xí nè, lấy cái giấy này nè, đẩy lên rồi cái tay nè đè xuống nè, đó, lấy cái cọ nè, thấy chưa, nè làm phát nữa nè, làm phát nữa nè, đó nè, nghiêng nè, nè kéo cái cọ luôn nè, xí xong rồi chùi nè, chùi nhẹ nè, chùi nhẹ nè, thấy chưa, xong rồi đem cái cọ đi cắt là cái cọ nó sạch, đừng có thọt cái tay vô vuốt nha. Trời ơi, 10 người hết 10 người thọt cái tay vô đó rồi. Dơ lắm. À. Ồ, anh em xin cảm ơn mọi người nha. Tình yêu nói thật sự ra, tình yêu cũng rất là cảm ơn mọi người đã ngưỡng mộ tình yêu, nhưng mà thật sự ra mình nói thẳng luôn. Nail thì đâu có gì phải giấu giếm đâu. Ngày xưa á, nói thiệt luôn. Ngày xưa á là tại vì sao? Cái nail ngày xưa không ai biết ai hết á. Có mấy thằng nó biết làm giấu như mèo vô cứt, mẹ nó đứng gần nó kêu mày đi chỗ khác đi, mày đứng đây mà học nghề tao hả, thấy không, còn thời buổi này rồi anh em ơi, con người mà sống mình không phải nói hay với sống nay chết mai à, có nghề gì giỏi truyền hết cho người ta đi, không nghe cha Long nói hả, trên đời này có hai thứ phải cho đó, trên đời này có hai thứ phải cho đó. Cho đi không cần nhận lại, đó là cho những cái kiến thức của mình đang có, nghe cha Long nói không, anh chị em có anh chị em là bên đạo Thiên Chúa giống như tôi á, là hiểu được câu nói đó không, mình cho đi những cái kiến thức của mình đang có, không cần phải nhiều, mình không cần phải nhận lại, nhưng mà biết đâu một người nào một ngày nào đó người khác cho mình lại cái khác là sao, đúng không? Nhớ là thật sự ra anh chị em, tôi thì cũng có người rất là, cũng có rất là nhiều người thương, mà cũng có rất là nhiều người ghét tôi, hiểu không, chứ không phải là không đâu,
Nhưng mà tôi không quan trọng, tôi không quan trọng là tại vì sao mấy người đó có nuôi tôi đâu sợ, mấy người đó đâu có nuôi tôi đâu tôi sợ. Give me that hand foot. Ok, bây giờ mình thấy cái móng tay nè, bây giờ mình muốn nè, mình muốn nó đẹp nè. Mình muốn nó đẹp nè mọi người, mình coi nè, coi nè. Mình lấy cái đầu dũa phá nè, mình phá nè. Thấy chưa, phá nó trước nè, phá nè. Thấy chưa, phá nó vô. Thấy không mọi người, thấy bột nó dày cho mình chị em tháo nó xuống này. Thấy rõ không, thấy rõ không, tháo nó xuống một cái là nó đẹp cực kỳ, rất là đẹp luôn. Không, cũng có người ghét em ơi, trên đời này không có cái gì mà gọi là tuyệt đối cả, nhưng mà mình không quan trọng, mình làm những gì mình thích là được rồi, không quan trọng người ta nghĩ sao, đúng không? Bây giờ nó đơn giản, cha mẹ mình đó sanh mình ra đó, bây giờ cha mẹ mình sanh ra đó, đúng không, sanh mình ra để banh thịt để đau mình đó, nhưng mà đôi lúc cha mẹ mình nói không đúng mình cũng đâu có chịu, đúng không? Mình chỉ có mình im lặng thôi, nhưng mà mình đâu có chịu làm theo cái ý đó đâu, cũng chỉ là người ngoài, đúng không mọi người? Mình nói đúng không? Thật sự là cha mẹ là một người thiêng liêng sanh đẻ mình ra đó, mà nhiều khi cha mẹ mình nói không đúng mình cũng phớt lờ luôn. Trên đời không có gì tuyệt đối, nói chung không có gì tuyệt đối cả. Cái quan trọng là mình cảm thấy vui là mình làm thôi, ok? Có nhiều người chửi tôi lắm, tôi biết có nhiều người chửi tôi á. Thằng này nó rảnh quá, rảnh háng quá, suốt ngày nó cứ lên nó chỉ hết lấy gì người ta dạy. À, có nhiều người chửi tôi chứ bộ sao không, tôi biết chứ sao. Nhưng mà mình mở lớp vẫn có nhiều người học vậy, đâu phải ai cũng học hết được đâu. Nhiều khi đâu phải thấy hết được, có nhiều người ta cũng đi lớp của tình yêu cả đống kìa. Tình yêu đăng lớp lên là anh chị em ủng hộ tình yêu đi học, đúng không? Đầy nhóc luôn. Mới đăng lớp tháng 5 mới có 1 tuần lễ đầy rồi. Không nói không phải nổi chứ. Mà tình yêu đâu bây giờ tình yêu nói đâu. Nói đó là anh chị em thương tình yêu, anh chị em muốn đi học, muốn gặp tình yêu để học những cái hay. Chứ đâu cần phải ấy đâu mọi người. Thấy chưa, bây giờ mọi người thấy không? Tình yêu dũa nè. Dũa cái nó gom lại, thấy chưa? Thấy nó gom lại không? Anh chị em thấy công nhận không? Đó, mình phải dũa cái đường hông bên đây nó dư bột ra, mình dũa nó ra. Đó, dũa nó ra. Đó. Rồi, cái này nó dày nè, cái này nó dày nè. À, mình dũa nó văng xuống nè, đó, dũa nó văng ra. Nó điện thoại chú luôn. Nè, dũa nó vô nè, dũa nè. Thấy chưa, anh chị em thấy nó gom vô không? Thấy nó mỏng ra không? Thấy nó mỏng không? Đâu có gì đâu sợ. Mình có nhiều cách mình trị nó được hết á, chứ không phải là không đâu, nó dày cũng không sao. Cái gì con? Cái gì? Ngày mai chú không có làm đâu á nha. Oh. I gotta go out of town rồi. But we full today and tomorrow he is out of town. Yeah. Rồi, anh chị em thấy không? Tình yêu phá bột. Nhìn cái móng tay nó gom lại đúng không? Nó gom lại nè, thấy không? Thấy nó gom lại không? Nó không còn phòng nữa nè, thấy không? Thấy rõ không? Mình phải có cách mình làm hết, nó không có gì mà phải sợ hết. Cái là mấy bây thời buổi này nó có mấy cái đầu dũa phá là hết. Rồi, bây giờ mình dũa xếp lại nè. Rồi, bây giờ mình dũa xếp thôi. Give me that hand foot. Đó, mình dũa xếp nè. Đó, mình lấy cái dũa nè, ấy nhẹ nhẹ nè. Thấy tình yêu dũa không? Nhẹ nè, đưa cái cây dũa vô dũa nè. Đó, dũa lên kéo xuống cho nó thẳng thôi, đừng có dùng sức, anh chị em đừng có dùng sức nha. Sức khỏe của mình để tối về mình dùng, mà tối về mình làm chuyện khác. Thấy không? Tối về mình làm chuyện khác, mình đừng có dùng hết sức nha, không? Hết sức tối về không làm được chuyện khác chết luôn. À, anh chị em thấy tình yêu dũa không? Rất là nhẹ nhàng, dũa nhẹ nhàng. Cái xếp của mình là nó thẳng nữa, thấy không? Mình dũa vô thôi, mình không cần phải dùng sức đâu. Đó, à, thấy chưa? Thẳng rồi, nó thẳng băng luôn. Nhớ khi móng dài, anh chị em nhớ kẹp cái móng vô gần cho nó chặt vô. Ok, đừng có để cho nó lung lay. Chứ không thôi nó đau cái tay khách. Rồi, lấy cục bột ra nè, dũa nè.
Anh ở Houston gần nhà thờ Lộ Đức không? Ồ, anh biết nhà thờ Lộ Đức chứ anh không có ở Houston nha em. Anh không có ở Houston nha. Anh thì anh xứ của anh là xứ La Vang, nhưng mà là nhà thờ Lộ Đức anh cũng đi hoài. Năm nào Thanh Kevin cũng đi ăn raw fish hết trơn. Ở ở Lộ Đức của mình là Thanh Kevin, còn bên La Vang là tháng 10. Ok. Còn tháng tư ở bên các thánh tử đạo. Còn ngôi lời lập thể thì không có biết, ngôi lời lập thể là nằm ở trên Bel Air đó. Còn một cái nhà thờ ở dưới downtown nữa, là cái đó là gì ta, quên rồi ta. Nhà thờ downtown hồi xưa Việt Nam mình ở dưới đó đầu tiên đó, là cái nhà thờ đó tên gì ta, có ai biết không? À, có anh chị em ở Houston, anh chị em nào biết cái nhà thờ trên downtown không? Bậy rồi, nói ra là bậy rồi, làm được chuyện khác. Làm được chuyện khác là chuyện gì biết không? Mà nói loại vợ phạt, liên can gì tới bả đâu mà có phạt. Liên can gì tới bả mà phạt. Người ta nói vậy mà tưởng nghĩ tầm bậy không? Nói vậy mấy bà mấy 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 bà thèm sao không? Bây giờ thấy cái móng cắt bột của mình cắt xong mình vuỗ lại nó đẹp không? Nhìn nó nhìn cái đường thẳng của nó đẹp không? Anh chị em thấy rõ không? Đó. Tình yêu chỉ rất là kỹ rồi, nhớ cắt cái bột này á, thật sự ra nó không có khó, mà anh chị em phải canh sao cái cục bột này nó ráo để mình cắt có đường lằn nó perfect. Bàn tay đẹp đúng không Lan Trần? Bàn tay của em bé này đúng đẹp luôn. Bàn tay này có đẹp không? Bàn tay này cũng đẹp lắm chứ bộ. It's a beautiful hand. They say your hand beautiful. I say my hand beautiful too. Nó cười gà, khách nó cười tôi gà. Thấy nó cười tôi không? Bột bán sao hả chị? Bột bán sao là bán một hũ 2 ao như vậy là 17 đồng chị ơi. Dạ, một hũ như vậy 2 ao 17 đồng. Dạ chị thông cảm cho em, đôi lúc em không có đọc được comment đó chị, cho nên chị thông cảm cho em nha, nhiều khi cái comment nó chạy qua đó em không thấy đường nha, chứ em thấy em trả lời cho ngu gì không trả lời, em buôn bán mà em không trả lời em lấy gì em có tiền chị đó. Rồi bây giờ anh chị em thấy là khi mình vuỗ xong rồi anh chị em thấy không, cái xếp của mình nó thẳng băng luôn đó, nó đều với nhau hết rồi, nó ok rồi đúng không? Tí xíu mình vuỗ mình lấy lại cái xếp một lần nữa là ok. Tú Nguyễn nha, Tú Nguyễn phá hoài nha, Tú Nguyễn suốt ngày cứ nói bàn tay tôi thấy ra tiền. Tú Ngô hả? Tú Ngô hay Tú Nguyễn? Tú Ngô à. Anh ơi anh có ship sang cho nên mình không? Dạ hũ lớn 16 ao không, em có 20 ao luôn chị ơi, em có 20 ao là 165 đồng, chị bớt được mấy đồng chị? Em có hũ 20 ao luôn chị ơi. À, 16 ao hả? Hình như là 16 ao là 165 đồng thì em không biết. Nó rẻ hơn đó chị, nó rẻ hơn 5-6 đồng vậy chị. Bà xã bà trả lời 132 đồng mà chị, 132 đồng 16 ao kìa. Chị hỏi em là chị lỗ đáng chịu, em nói thiệt với chị, em chỉ có làm thôi chứ buôn bán là vợ em lo hết rồi. Em tối về em chỉ có lo chơi với lo ăn không à. Em chỉ làm xong em không biết ngoài ngoài lề với bà xã em bà làm hết á. Bà xã bà nuôi em khéo lắm. Bà nuôi càng ngày em càng lùn ra đó, thấy không? Người ta nuôi càng ngày càng lớn, bà nuôi em càng ngày nó càng lùn lại là sao ta? Làm sao vậy? Bà nuôi em khéo thì sợ ai cũng nói trời ơi cũng nhận vợ tình yêu, nó nuôi tình yêu khéo ghê vậy. Mẹ tôi thấy ngày ngày tôi càng lùn mà cứ nói khéo chỗ nào trời. Khéo là ta càng ngày ta cần phải mập ra, ta phải cao lên chứ. Gì mà càng ngày càng lùn lần sao? Monica, what's right for what? The nail, the, you talk about this nail set.
nhớ giũa cái vợ cái giũa mình giũa từ từ mình kéo lên đẩy lên đẩy xuống thôi nè, đó đẩy lên đẩy xuống thôi nè, đẩy lên đẩy xuống chứ chứ đẩy lên đẩy xuống nè. Anh đọc số phone để em, dạ số phone của em đó em ghi luôn á chị Liên ơi, em ghi bà xã bà ghi cho chị luôn đó, 832-216-7717 đó. Nhớ bộ nail giờ mình làm sắp sửa ra rồi nè, đó, thẳng băng. Hello Italia. Giờ bây giờ nó chuyển sang tiếng Ý luôn rồi, không hiểu. Rồi, giờ giũa xếp thôi, giũa giờ giũa đầu giũa nhọn nha. Rồi, giũa đầu giũa nhọn nè, giũa đầu giũa nhọn nè. Ok. Rồi, quay lại. Giũa ở đây. Ok, mở máy maximum, mở máy lớn thiệt lớn. Rồi giũa nè. Bà trả tiền chưng chứ con? Dạ. Chắc bà quay lại sau quá. Mà biết nói tiếng Ý là anh lấy vợ Ý lâu rồi em. Anh nói tiếng Ý nhưng mà Ý ẹ quý ghê. Em biết Ý ẹ không? Anh mà biết nói tiếng Ý là anh lấy vợ Ý lâu rồi. Vợ Ý đẹp mà cố luôn. Con gái Ý nó cao lắm đó nha. Cao, cao vô viên, cao dễ sợ lắm. Con gái Ý nó chỉ thua cao, cao thua gái Việt Nam thôi à. How much for acrylic nail? For regular or what? What do you mean? We have different right for the color, gel, powder, color, regular powder. Huh? $50. Linh ở dưới luôn nha mọi người. You wait a little bit, mommy. She will be back. She on the way. Oh, she right there. She right there. Oh, you saw her outside? You did? I'll back it up. I'm sorry, Grandma. All right, all right. Bobby, I got Cadillac. Boy, y'all doing it big. I don't have Cadillac.
In the mai. In the mai. In the mai. Israel. 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 I thought you wanted to get the kids. Yeah, spring break, but. Đó, nhớ clean ở dưới cho nó sạch. Ba nhỏ lông mày bắt trời em mới đi tới hai ba nè. Come inside, mommy. Come inside to see you for a while. Ok. Vũa cái đầu vũa nó đã lắm, anh chị em nào muốn mua thì gọi số điện thoại, tình đi bà xã bà bỏ lên đó nha. Anh chị em nào có nhu cầu muốn mua đầu vũa này thì gọi số điện thoại ha. Số điện thoại của tình yêu là số 832-216-7717 nha. Một ngày bình thường có khách sư phụ làm được mấy con vậy? Ồ, cái đó hơi bị dữ rồi nha. Một ngày bình thường mà tình yêu có thể làm một lúc từ sáng tới tối không ăn luôn, làm 16 con khách, tin không? Có nghĩa là có khách design là một nè, có khách làm đắp bột màu nè, rồi làm, nói chung là làm hết tất cả trong ngày đó, cái gì cũng làm hết đó, là 16 con khách. Có làm design luôn đó nha, làm design rồi làm luôn, ví dụ như là cắt pin and wire, rồi tình yêu đắp bột chạy full set á, làm đắp bột full set mà làm bột màu á lẻ lắm, 50 đồng mà lẻ lắm, chút xíu là xong. Ờ, anh khỏe chị Thảo ơi, em khỏe chị Thảo Lê, em khỏe lắm, em khỏe dữ lắm. Em khỏe cho nên em mới làm like cho mọi người coi nè, làm like mỗi ngày cho mọi người coi nè. Hết làm tới này tới làm cái kia, ngày nào nó cũng neo. Đó, ngày nào cũng nói neo mà nghề neo đâu có bèo. Anh chị em thấy cái ombre của tình yêu không, khi nó khô lại không? À, khi nó khô lại anh chị em không có nhận định được cái nào trước cái nào sau hết á, cho nên mình ráng cố gắng mình đắp ôm rê làm sao mà cho nó ôm rê mà nó đẹp kìa, chứ còn mà mình làm ôm rê mà nó bị đứt đoạn là giống như là con lằn lằn đứt đuôi vậy không được nha. Anh chị em không thấy anh chị em hỏi gì trơn, nói chuyện với tôi đi, nói chuyện cho vui đi, bắt tôi nói chuyện có mình hoài tôi nghe tôi cũng chán như vậy. Nhiều khi tôi nói thiệt á, nhiều khi tôi lên live có mình tôi nói từ sáng tới chiều luôn. Bắt chuyện cho tôi nói đi, bắt chuyện đi cho tôi nhiều chuyện chút ơi. Nhớ vũa dưới luôn nha mọi người, nhớ vũa cái phần ở dưới nè, nhớ vũa cái phần ở dưới để nó. Làm mà sạch sẽ kiểu này thì khách nào nó không thích, bảo đảm là nó thích luôn cái chắc. Everyone được thích nghe anh nói hả? Nói chung ra cái nghề nail của mình á, nó khó không khó mà nó dễ không dễ. Nhưng cái người nào mà cảm thấy biết yêu nghề á, thì người đó mới quý trọng được cái nghề của mình á, thì lúc đó người đó mới thành công được. Còn mà nói ba cái đồ yêu này á, mà làm tôi nhắm mắt tôi làm cũng được nữa thì mấy người đó nó quá thiên tài rồi. Mà thường thường á, mấy cái thằng mà nó thiên tài á, là nó hay bị thiên tai lắm, cho nên nó qua Mỹ nó không có giấu á, cho nên á, nhiều khi nó nói chuyện thiên tài mình bên Việt Nam mình thiên tài, qua Mỹ nó không có giấu, nó gọi là thiên tai. Cho nên mình làm á, mình cảm thấy cái nghề nail mà mình quý trọng nó á, thì cái mình mới thành công được. Thường thường anh với em, anh chị em cứ nghĩ đi,
dù bán hộp một cái hộp vịt lộn hay mà cái hộp một cái gì, bất cứ một cái gì cũng vậy, mình chú trọng, mình chú tâm cho nó là bảo đảm bán được. Ở hồi xưa tôi ở Việt Nam một đêm thôi nha, cái hai cái chị em kia bán hộp vịt lộn một đêm nó bán 500 trứng, tin không? Mà thằng đàn ông vô coi vô ăn không nha, mẹ đàn ông có trứng rồi mà nó thèm ăn trứng mới ghê chứ, nó nói ăn gì bổ nấy đó. Mà hai con ghẹ nó đẹp thiệt, hai cái chị bán hộp vịt lộn nó đẹp thiệt, đẹp má ơi luôn. Hồi xưa tôi nhỏ xíu mà tôi còn biết đẹp nữa đó. Luộc trứng ngon mà gái đẹp nữa, trời ơi, một ngày một đêm bán từ lúc mấy giờ ta? Bán chắc từ lúc chiều chiều khoảng 4-5 giờ chiều rồi bán tới 12 giờ đêm là hết trơn, không còn trứng nào hết trơn. Toàn là mấy anh đi xế vô ăn không à. Chắc mấy chị có tâm lắm, luộc trứng ngon. Mấy chị luộc trứng ngon cho nên là bán trứng nó đắt. Với mấy ông nói nghe nói ăn gì bổ nấy, mấy ông khoái lắm vô ăn trứng. Chị cười Thảo, em nói đúng sao chị Thảo cười. Hai cái chị hàng xóm hồi xưa em ở đó, hai chị em bán hộp vịt lộn một đêm bán 500 trứng, tin luôn trời. Nên bán đắt chứ sợ luôn. Mà hai chị đó đẹp thiệt. Chị đẹp đến nỗi mà tôi bây giờ còn mộng mơ luôn á. Hồi xưa tôi không biết yêu là gì, chứ thấy chị đẹp quá tôi giống như tôi hiếu kỳ thôi. Mà vẫn còn ở trong đầu mình luôn á. Mà tôi quay về lại tôi đâu thấy chị, hai chị đó đâu có tiền, chắc đi lấy chồng à. Lúc này lấy chồng đại gia là không còn bán hộp vịt lộn nữa. Đó. Đêm nào chị cũng bán hộp vịt lộn hết trơn á. Xong cái chị bán hộp vịt lộn, chị bán hộp vịt lộn xong hồi. Hồi đó cái chị bán hộp vịt lộn, cái chị bán hộp vịt lộn với trà uống không có nước uống, cái thằng bên kế bên đường cái thằng nó ra nó bán hoa trà đá. Nó ngồi kế bên hộp vịt lộn. Đó. Đó, xong rồi chị bán trà đá để uống ăn hộp vịt lộn, phải uống trà đá chứ mới ngon, hoặc là uống bia rồi người kia, nhưng mà bán trà đá, cái anh kia bán trà đá. Xong cái mấy tháng sau có cái bà già kia bà bán bánh tét. À, bà bán bánh tét, bà bán chung luôn cũng con đường đó, ngồi sát bên nữa. Rồi cái thằng kia nó thấy bán đắt quá, ba món này sao bán đắt quá, nó bán lúc ba món luôn, cái nó biết nó rao sao không? Biết nó rao sao không? Mà rao cái thằng đó người Huế nữa, nó giống tôi người Huế này, nó kêu đạ tẹt luôn đi. Đó, lao ra một lúc ba cái luôn. Đó. Đạ tẹt luôn đi. Tú Ngô ơi, em cứ cái này là cái đầu kia đi cò đâu, cái này là cái đầu vú mịn. Cái đầu kia đi cò là cái đầu nhọn đó. À, nghe không? Cái thằng kia nó tức quá, nó ra nó bán ba món một lúc luôn, nó kêu một lần một cho nó lẹ, đạ tẹt luôn đi. Bán hộp vịt lộn, rồi bán la trà đá, rồi bán bánh tét luôn. Cái gì em, cái gì mẹ, chị Thảo Đặng nói gì vậy? Chị Thảo Đặng là đầu dũa mịn anh để cho em ít. Có vụ gì đầu dũa nào mà đầu dũa cho. Mua người ta bán chứ tự nhiên cái cho em ít nữa. Cho mà cho ít là cho làm sao? Ít là mấy cái. Nói rõ, Thảo Đặng. Em muốn cho em ít là anh không cho rồi đó. Bảo đảm là không có rồi đó. Em phải mua anh mới gửi đi chứ tự nhiên kêu cho ai cho. Việt Nam mình phải nói cho nó chính nghĩa nha, chứ hiểu tầm bậy tầm bạ là mệt lắm á. Em Thảo Lê chứ không phải Thảo Đặng. Anh lộn, anh lộn, anh lộn.
Nhiều khi thông cảm cho anh đi, già là đọc chữ mà chữ Lê mà thành chữ Đặng luôn. Chắc hồi đó có học sinh tên Thảo Đặng á. Cứ nhớ nhớ Thảo Đặng biết rồi. Có học giỏi lắm. Xong cái tình yêu mới nói với, thấy hôm nay Thảo lên làm cô giáo luôn nè. Lên ngồi cái bàn của tình yêu làm cô giáo luôn. Cô giáo Thảo. Tên Thảo Đặng. Ở Cali. Học giỏi lắm nha, học giỏi lắm. Học món gì ra làm cũng được hết trơn. Ra là copy y chang nữa, mình nói chứ thôi, không mấy em lên làm cô luôn đi. Đó, ngồi cái bàn của anh đó, ngồi cái bàn của anh đó kìa. Đó, lên làm cô giáo Thảo. Hello Đức Lưu, anh khỏe em khỏe không? Nhẹ nhàng thôi, dũa không cần phải đè đầu dũa nha. Nhớ là đầu dũa mình đừng có đè nha. Đó, dũa nhẹ nhàng thôi, không cần phải đè. Hôm nay chắc mọi người đông khách nè. Tại vì sao mấy cái tuần này là tuần Spring Break. Người ta làm neo nhiều để người ta chở con người ta đi chơi. Hồi nãy mới làm nhảy vô tôi thấy quá trời người coi luôn. Tôi mới làm xong bộ neo là nhảy ra mất tiêu hết trơn. Nhưng mà vậy cũng đúng thôi. Vô coi học nghề rồi đi ra chứ ở đây làm chi, nghe ông này cũng nói nhảm. Tào lao biết đâu. Sáng kia con nhỏ kia comment rồi nó nói rồi. Cha nội nó nhiều quá, nó nhảm quá. Với lại con nhỏ kia nó ông nội nó nhiều quá. Ồ, tao tức quá tao lóc hai đứa một lúc. Không nói thì nó nói mẹ làm neo câm sao không nói. Rồi không biết sao vừa lòng người nữa. Không, làm neo không nói thì nói ông nội này bộ làm neo ông câm sao. Ông câm sao không biết nói chuyện hả? Đó. Mà nói nhiều, nói cho nghe thì nó mẹ nó sao nói nhiều quá. Ông nội nói nhiều mà nói nhảm nữa. Trời ơi, tôi không biết nói sao cho vừa lòng. Không nói thì cũng không được. Mà nói thì cũng bị chửi. Không nói cũng bị chửi. Mà mẹ nó tức quá lóc hai đứa lúc luôn cho nó khỏi, cho đưa nó vô con trong lòng luôn. Nhìn vô cũng đẹp gái lắm chứ bộ. Nhìn cũng đẹp gái lắm mà sao chửi tôi không biết nữa. Tôi đẹp trai vậy mà không ưa sao ra. Chẳng lẽ tôi đẹp trai vậy không ai ưa chứ ra. You want diamond or no? You want diamond here? Sure. Okay. Không, dụ kiếm được ít tiền cho mấy bạn. Làm neo phải dụ chứ mẹ để không gì không uổng quá bộ neo. Bỏ hộp xoàn rồi lên cho nó nhìn nó sang sang chút. Nhìn đứng nhất cái nách chút. Đúng không? Chứ giờ mình dụ mình không có dụ nó, mình có để gì không cũng được đâu. Phải dụ nó, làm neo, làm phải dụ nó, gắn đây mình. Gắn đây mình là nhiều tiền nhất, dễ ăn nhất, lẹ nhất, dễ bông, dễ hoa lâu lắm. Gặp giống như tôi mà họa sĩ mù. Mẹ họa sĩ như tôi mà họa sĩ mù dễ cái lần mà dễ còn không xong nữa, dễ được cái gì. Thôi, gắn hộp sò cho nó lẹ. Theo tiếng Việt đó là tôi là họa sĩ mù. Ồ, dễ hoài, thấy đường dễ. Anh nói nghe vui, em nghe vui với nhiều người hàng khác đâu cũng nghe vui. Ôi trời ơi, long time no see Brandon. Trời ơi, người yêu của tôi. Lúc này còn để rau không cưng? Lúc này còn để rau không? Hay là cạo rau rồi? Từ ngày biết tôi nói biết chắc cạo mẹ rồi. Mới vô nhìn tưởng áp Pakistan không à, nhà Việt Nam gốc luôn. Hả? Gì đâu mà mới đăng cái này rồi. Ai? Oh.
Ở bữa mấy anh chị em có tin không? Mình kể câu chuyện này nghe. Mình mới đang có một tuần lễ à. Mới đang có một tuần lễ có đầy chỗ rồi. Bữa mình nói chứ. Có cái chị kia chứ order chị đăng ký cho 3 người. Chị nói chị cười chị nghĩ chắc lâu rồi, chị không nói gì trơn, chị cười chị nói đăng ký 3 người nhưng mà để về hỏi ý kiến nữa. Em mình mới nói chứ chị đăng ký lẹ lẹ nha. Hey, can I help you? Yeah, can you wait a few minutes? Chị đăng ký lẹ lẹ nha, chứ không thôi là em hết chỗ rồi. Chị để một tuần chị quay lại đó, hôm nay chị quay lại nè, chị đăng ký. Em mua vé máy bay luôn rồi. Em mua vé máy bay luôn cho 3 người luôn. Nó là lúc mà em bay qua đây đi rồi xong đi vòng vòng Hilton chơi thôi, giờ chỗ hết chỗ học rồi. Không tin, nó không tin. Bây giờ mua vé làm gì, mua vé đi qua bên đây chơi chứ làm gì giờ. Tình yêu không có nhận dư, tình yêu không có nhận over. Tình yêu mà nhận á là chỉ nhận đúng cái số lượng đó thôi, chứ tình yêu không có nhận được, không có nhận được nhiều nữa, nhận nhiều quá dạy không nổi. Cho nên là dạy nhiều quá dạy không có nổi, không có sức. Lúc này già rồi, thức đêm thức hôm cũng được nữa. Đó, cho nên là không có sức. Dạy vừa đủ thôi. 20 mấy người được rồi. Một bộ ombre anh đắp từng bao nhiêu phút hả? Anh đắp cỡ 2 tiếng em ơi. Ăn thua em ơi, em hỏi nhiều cái em anh không biết đường trả lời. Ăn thua thì theo cái móng nó dài hay móng nó ngắn hay nó làm sao, chứ tự nhiên em nói ombre bao nhiêu phút. Bây giờ em muốn anh làm mấy phút anh làm cũng được hết. Cái quan trọng là nó đẹp hay không thôi. Thật sự ra cái ombre mà làm bình thường mà nếu mà móng ngắn, móng ví dụ như móng bằng cỡ này đi, thì anh làm nửa tiếng đồng hồ 35 phút là xong. Đâu có lâu đâu mọi người. Nhưng mà giá ombre của tình yêu á là, ví dụ như ngắn tới đây nè, là lấy 50 đồng. Dài ra là tình yêu lấy 60. Chứ không có lấy thêm 5 đồng gì đó, lấy 60. Đó, nói chung là vậy đó. Ăn thua mình đắp. Tình yêu làm, tình yêu chẳng qua lên like, tình yêu. Nói chung lên like anh chị em biết không, mình phải làm từ từ cho người ta học nữa, chứ không phải là mình làm cho giống như mình biểu diễn. Mình làm mà mình biểu diễn á, đó mà mọi người thấy được tôi vũ như vậy, tôi vũ lẻ lắm. Nếu mà bình thường mà tôi mà làm không có nói chuyện rồi đó, mà tôi làm nè, tôi vũ nè. À, tôi đưa lên, đưa xuống, tôi kéo nè, nó thành một cái thói quen rồi làm sao, đó, nó lẹ liền nè. Đó bây giờ chẳng hạn như tôi mà không ấy, tôi làm nè, đó, tôi làm lẹ không, đó, là xong rồi, tôi quay qua liền là nó lẹ lắm. Chứ đâu phải mà ngồi cà kê dê nhõng cho mọi người học, đó mình là đây mình live stream là cho những người ta học, chứ không phải live stream để mà biểu diễn, nó khác nữa, nó tùy theo cái thời gian nữa. Nếu mà mình nói ví dụ như mình làm bộ nem mà mình không có ai cản trở, mình không có trò chuyện với ai á, ví dụ như mình cứ việc cắm đầu cắm cổ vô mình làm á, giống như mình cắm đầu cắm cổ lên mình làm xong mình ngó lên cái cổ mình đau là biết là mình đang cắm đầu cắm cổ mình làm, là anh chị em hiểu rồi, nó không có bao lâu hết. Thật sự ra như vậy nha, nó làm bộ nail ombre nửa tiếng 35 phút là dữ lắm rồi đó. Ồ, ý lên trên là nói lông còn bao la đó hả? Ừ. Lông có đổi ra được tiền không ta? Ha lên đình. Ok, giờ buffer nha. Buffer mình bỏ hộp xoàn cho em bé. Nhớ là cái bóng dài nè, để cái đầu giữa buffer bóp dưới luôn nè, bóp ngang nè, bóp dọc nè, đó bóp dọc nè hai bên nè, xong bóp cái đầu luôn nè, cho nó đẹp nè, cho nó láng nè, rồi vô nó không có gói gì hết nè, đó. Chỗ em làm, cô chủ em yêu cầu chỉ tối đa một tiếng phải hoàn thành, mà một tiếng một tháng salon chỉ có 2-3 khách làm bột. Đó. Ồ, cái đó thì vấn đề đó là do cô chủ thôi, còn tại vì tiệm đó không có bột, tại vì mấy người thợ bột làm giỏi quá cho nên khách nó đâu có vô làm bột đâu. Còn tiệm của anh mà kiếm con deep hơi bị có. Ở đây nó không làm deep em ơi. Deep đây nó làm cái gì? Deep đi sao làm design được? Mỗi chỗ nó mỗi khác, nó không có khác nhau.
cái đó, cái người chủ đó là cái người chủ kinh doanh, người ta chỉ biết là money, ok, người ta build cái dip cho nó lẹ, người ta ăn tiền thôi. Còn đối với anh, mỗi chỗ nó mỗi khác. Anh yêu cái đẹp nè, anh yêu cái nghệ thuật nè, đó thì anh ngồi anh cà kê dây ngỗng được. Kệ, ví dụ như giờ em làm 3 bộ full set là em có được 120, đúng không? Cho 40 bộ đi, anh nói thí dụ như vậy đi, anh nói thí dụ 120 đi. Anh làm bộ này anh kiếm 90 chưa, tiếng mấy đồng hồ xong. Thấy chưa? Vậy là ai hơn ai? Thí dụ như anh có bột đi, anh có bột anh làm một ngày 5 con đi. Là nhiêu? 5 con là anh có 450 rồi, 9545 chứ. 450 thì em cứ nghĩ đi. 5 con khách anh có 450 thì em làm bao nhiêu cái bộ dip mới được bao nhiêu tiền, mà đâu phải là. Nói chung là mỗi chỗ nó mỗi ranh cái khác nhau, mình không có nói ai giống ai được, nhưng mà mình đừng có phân biệt như vậy. Mình không có phân biệt, cái gì nó cũng phải làm thôi, dip hay không gì cũng phải làm. Nhưng mà cái đó là do em nói như vậy, có nghĩa là do chủ em không có muốn build bột. Họ chỉ thích làm dip cho nó lẹ thôi. Với lại người ta nói dip nó sạch sẽ hơn, nó không có hôi, đúng. Nhưng mà dip nó rất là hại, nó hại sức khỏe của mình lắm. Dip nó hại hơn là, cái đó mình nói thiệt, chứ không phải là mình dịch áo cho người xem lưng đâu nha. Dip thì nó cái chất của nó độc hơn nhiều. Em thấy làm bột không? Giống như anh làm bột 30 năm rồi, gần 30 năm rồi đó, mà nó không có bị gì hết trơn. Nếu mà nó, thấy không? Nhưng mà làm dip, có nhiều người vô đây làm dip với tay nó bị lỡ. Ok, go wash your hand baby. Mấy người nói là anh làm nail, anh làm bột quá, hít liquid nó độc lắm. Trời ơi, tôi thấy có độc gì đâu. Tôi thấy làm dip gì đâu mà tay giống như bà chị tôi mới làm nè. Bà làm dip về hai cái tay bà lỡ hết trơn, tội nghiệp. Giờ sao, vì chén cơm manh áo là phải làm thôi chứ. Chứ thật sự ra làm bột, bây giờ làm bột em thấy không, đâu có người nào bị gì đâu. Mấy người mà làm bột quá, thường thường mà làm bột nhiều, mấy người mà làm bột như anh á là bị ung thư màng túi á. Biết ung thư màng túi không? Đó, mấy người mà làm bột mà giống như anh là làm FBD là bị ung thư màng túi, hiểu không? Tiền vô nhiều quá nó bị ung thư túi. Bóp trên bóp dưới luôn hả? Đúng rồi, bóp trên ha. Kể câu chuyện về cái bóp cho nghe. Ngày xưa có anh ngoài Bắc, anh vô trong Nam. Đó, anh vô trong Nam thì có cái cô kia có bán bóp lậu thì cô sợ công an bắt, cô nói là bóp trên 500 mà bóp dưới có 200 mà. Nhưng mà ở ngoài Bắc á, thì người ta gọi cái bóp á là cái ví, đúng không? Cái bóp là cái ví. Tôi khoe cái bóp tôi chút xíu, bóp cu chì nè, cu chì đàng hoàng nha. Đó, ví dụ như cái bóp nè, đây là cái bóp nè. Đó, cái ở trong Nam mình gọi là cái bóp, đúng không? Ngoài gì mà Bắc nó gọi là cái ví. Đó, nhưng mà bán bóp lậu, bóp lậu thì đâu có dám khoe bóp ở đâu, đứng ngoài đường. Ai mua bóp không? Bóp trên 500 mà bóp dưới có 200, ông người Bắc kia cũng nhảy vô. Ông nói chưa, tôi muốn bóp ở dưới. Tại sao bóp ở dưới nó rẻ hơn bóp ở trên? Yeah. Bóp ở dưới nó rẻ hơn bóp ở trên, vậy kỳ vậy. Đang nói bóp phờ ha. Bóp phờ thì tôi đang nói câu chuyện bóp đó. Cái ông người Bắc kia ông bóp. Nhờ bà kia bà dắt vô trong cái đường hẻm á, bà dắt vô trong đường hẻm, ông tưởng thiệt, ông tưởng ngon. Ai nhờ vô bà đưa nó bóp này nè, bóp ở trên nó là 500 mà bóp dưới 200. À, bóp ở trên nó là nó mắc hơn chút và tại vì nó đẹp hơn. Ông kia ông nói tôi tưởng là vô bóp. Jimmy, cho nó ăn hộp này đi. Hộp này nó nhỏ nhỏ mà đẹp nè. Cho nó hai hộp.
Đâu có nghĩ bậy, trời ơi, cái này là con tôi kể câu chuyện thôi chứ có bậy gì đâu. Cái ông kia ông bậy với tôi có bậy đâu. Cái ông mà ông vô ông mua cái bóp mà ông tưởng là bóp mà ông nghĩ bậy với tôi có nghĩ bậy đâu. Tôi kể lại thôi mà, tôi kể lại cho mọi người nghe thôi chứ tôi đâu có nghĩ bậy gì đâu. Mấy người có nói oan cho tôi không mà. Yeah, you need that one too. Có nói oan cho tình yêu không mà, tình yêu là hiền như ma sơ. Hiền bà cố luôn. Thấy vậy chứ hiền lắm anh chị em ơi. Ở ngoài ai nói gì nói, ai làm gì làm, hiền khô à. Ok, bây giờ mình trang trí nha, trang trí nội thất nè, đó, cho nó đẹp nè. Trước khi mình trang trí mình phải chùi đồ cho nó sạch sẽ. Lấy alcohol chùi nha mọi người. Thường thường treo là phải dùng alcohol mới tẩy nó đi được. Đó, dùng alcohol mình tẩy mấy cái chất dơ bên trên cái đồ nè, trên cái đồ nghề của mình nè, nó dơ cái mình rít rít khó chịu quá, mình đẩy nó bớt. Tẩy cho nó sạch sẽ để mình tắm lâu hơn chút. Tắm hơn lâu hơn chút. Đó, mình tẩy rồi nó chắc nhiều khi nó dính ba cái keo á. Mấy chai treo này nó cũng dính nè, nó dính mấy cái keo trên cái miệng nè, mình rửa ấy nó hơi cực lắm. Ok, đó, bây giờ mình ok, giờ mình làm nha. Đó, bây giờ mình đó gắn hộp xoàn. Ngày nào cũng gắn hộp cũng ớn quá. Đây. Lông của ai giống lông của Landon quá, lông qua mà giống lông của Landon quá, Landon nhiều lông quá, đi đâu mà lông thả lông như đây ông kệ. Rồi bỏ cái top lên luôn. Trước khi mình bỏ top lên xong rồi mình làm cái gì, mình phải chùi cái tay nó lại một lần nữa nè cho nó đẹp nè. Nhớ chùi dưới cái cạnh này nha, chứ không phải chùi trên đây đâu. Anh thấy mọi người hay chùi ở trên này lắm, nó mắc cái treo là nó có cái lằn xấu quắc. Rồi anh cho hột bự lên trước. Đó, cho hột bự nè. Đó. Cho hột đây. Cái gì mà nói chứ neo mà có hột xoàn lên là nó mà chịu nổi. Thiệt luôn, nhức cái nách. Hột xoàn mà bỏ lên là nó đẹp liền tại chỗ, không cần phải nói nhiều nữa. Không cần phải order gì. Và hột xoàn lên là đẹp. Hột xoàn lên là đẹp. Chiếu bà cố luôn. Thấy không? Nhìn nó sang trọng liền, quý phái liền. Bỏ hộp nhỏ này lên nè, nhỏ này lên là nó đẹp. Cho cái hộp nhỏ ở dưới nữa nè. Chùi hai bên đây nè, chùi nhẹ nhẹ hai bên nè. Rồi, đẹp rồi, bỏ vô nè. Bỏ vô đèn.
Anh bỏ thóp treo của bột hả? Đúng rồi, thóp treo của bột á. Cái này là, cái này không phải là treo, này là treo gắn đá, bỏ lên trước. Rồi cái treo thóp là bỏ lên sau. Hai cái nó cùng một hãng cho nên nó không có bị hư. Nó không bị hư cái treo. Nó rút xuống nè. Để cho nó ra, cho nó tán, cho nó mỏng ra nè. Đó. Thấy không? Rồi nhớ nè, khi mình vuốt ở hai bên nè, thấy không? Vuốt vô để nó mắc cái xếp nè, thấy không? Thấy nó mắc cái xếp không? Mình phải vuốt vô cho thôi nó mắc cái xếp. Rồi sau mình bỏ cái thóp lên luôn nè, bỏ cái thóp của treo nè. Đó, xong là mình vuốt thêm lần nữa nè, vuốt hai bên cạnh này nè, đừng có vuốt ở trên. Vuốt ở trên nó mắc cái thó treo là không được. Rồi bỏ thọp sờn lên thôi. Nó đơn giản quá trời. Bỏ lên nè. Bỏ hộp sờn là dễ kiếm tiền nhất. Ngon cơm, nhìn đẹp bỏ neo mà dễ kiếm tiền nữa. Bỏ hai ngón lấy hai ngón lấy 20 đồng là ngon cơm luôn. Thấy không? Vuốt hai bên rồi bỏ vô đèn, làm thêm ngón này nữa là xong. Đơn giản như đơn giản, kiếm tiền đẹp không, nhìn đẹp không, nhìn bộ nail đẹp không. Đó, xong rồi bỏ thóp lên. Nhìn là ghiền luôn nè. Đúng rồi, sau khi mình bỏ hộp xoàn là xong luôn. Mình bỏ hộp xoàn là xong rồi đó, coi như mình bỏ vô đèn là xong luôn. Mình không có, làm gì nữa hết á. Nó như vậy là xong rồi đó. Bỏ hộp xoàn lên là mình chỉnh cho nó đẹp rồi mình bỏ vô đèn là xong. Cho mình không có hơi, không có chùi, không có gì hết nữa. Bỏ hộp xoàn lên là xong nha. Mà cái này á, mình bỏ như cái này nó dễ hơn là, đã biết sao không? Cái này á, là nhiều khi mình bỏ lên nó mình di chuyển được nè, mình di chuyển cái hộp sòn sau cùng đó, rồi mình mới bỏ vô đèn. Còn cái lưu á, cái lưu anh chị em làm á cũng được, nhưng mà điều con cái là nó mất thời gian, mình lỡ mà cái lưu nó mình bỏ sai cái là thua luôn đó. Thấy không, coi nè, bỏ xong rồi đó, đó nè, thấy không, thấy không, chứ cái lưu mà bỏ không đúng á là nó xong luôn, nó dính cái, nó tháo ra hư cái hộp sòn. Nhìn cái marble đẹp không? Cái marble đúng đẹp luôn. Nhìn cái marble là ghiền luôn. Cái marble của tình yêu á. Nhìn nó đẹp.
bọc sần lên xong. Như vậy thì bảo đảm với neo vậy không có, không phải là xuất sắc lắm, nhưng mà như vậy là bảo đảm là kiếm tiền. Hello, can I help you? Oh, it's by appointment? Yeah. Rồi xong rồi đó. Thấy không? Hai ngón tay đẹp không? Bỏ treo lên đây nữa là nên lấy tiền. Dạ cảm ơn. Bọn nào tình yêu làm cũng đẹp á, phải không đó? Đừng nói cho tôi vui nha. Đừng dụ tôi nha. Đừng thấy tôi con nít dụ tôi nha. Thấy con nít tôi dụ nói anh làm đẹp, bắt tôi thấy tôi làm đẹp, thấy tôi làm đẹp cái dụ tôi để tôi làm like hoài. Chịu không nổi. Ok, giờ mình bỏ treo nha, bỏ treo nữa là xong rồi nè. Treo nữa. Đó. Đẹp không? Nhìn ghiền luôn. Sao này không thấy bóng?
Trời ơi, nó đẹp. Like it, huh? It's pretty. Đẹp không? Wow. Tình yêu ơi, tình yêu ơi. Ok, để đây cho mọi người coi cái nữa nè. Rồi, chia tay nha. Mình coi về đi cho nó đẹp hơn. Để đó. Rồi. Anh chị em thấy không? Một bàn nó cũng giống bàn bên kia thôi. Ok, rồi. Làm gì? Cái này mà làm cỏ lúa thì tuyệt vời. Cỏ lúa là cỏ gì không? Ok, tình yêu xin tạm biệt chương trình ở đây nha. Tình yêu bye, xin bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một ngày an lành. Ok, bye bye mọi người. Bye bye nha.